ngày 6 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Quốc Hoàn, sinh năm 1995, huyện Trùng Khánh, về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Đối tượng này đã đưa 6 người trú tại tỉnh Phúc Kiến, Thiểm Tây, Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tại Vĩnh Phúc, ngày 3 tháng 5, Công an thành phố Vĩnh Yên phát hiện 9 người Trung Quốc cư trú tại số nhà 19 đường Ngô Gia Tự, phường Khai Quang, không có hộ chiếu, thị thực. Điều tra thêm 5 địa điểm trên địa bàn, phường Liên Bảo, phường Khai Quang đã phát hiện 52 người Trung Quốc nhập cảnh cư trú trái phép. Đêm 2 tháng 5, Công an quận Cầu Giấy, Công an quận Nam Từ Liêm cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội phối hợp phát hiện 46 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thuê 9 phòng trong chung cư Florence 28 Trần Quốc Duật để cư trú. Lần lượt trong các ngày 12 và 15 tháng 5, Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt và khởi tố đối với Nguyễn Trần Anh Tuấn, 34 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận, cùng hai đối tượng khác liên quan đến việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dưới vỏ bọc là các chuyên gia. Tất cả đều không thuộc đối tượng được ưu tiên được nhập cảnh trong thời điểm Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Kính chào quý vị. Qua một vài vụ việc mà chúng tôi vừa liệt kê nhanh, có lẽ quý vị đã thấy việc nhập cảnh trái phép thời gian qua đáng báo động ra sao. Từ nhập cảnh qua những con đường ngang lối mở, chui lùi dọc các tuyến biên giới, cho tới công khai đàng hoàng giữa ban ngày trên những chuyến bay quốc tế. Nó đã hé lộ phần nào cách thức những vị khách không mời này xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là một phương pháp mới qua vụ việc mà chúng tôi đề cập cuối cùng trong phần tổng hợp vừa qua. Vụ án đã được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố. Đó là núp dưới vỏ bọc các chuyên gia lao động kỹ thuật cao được phép nhập cảnh vào Việt Nam theo chính sách của nhà nước, dù hiện tại đang là thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường. Vậy các thủ đoạn của nhóm đối tượng này đã thực hiện là như thế nào? Những đối tượng mạo danh là chuyên gia, là lao động kỹ thuật cao, thực chất là ai? Việc móc nối các mắt xích, đón, nhận và vận chuyển những chuyên gia, lao động kỹ thuật cao đội lốt này được tổ chức ra sao? Chào đón quý vị đến với chương trình Phát hiện và điều tra trên sóng VTV8 Đài truyền hình Việt Nam. Đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam không chỉ làm mất an ninh biên giới, an ninh dịch tễ của chúng ta cũng bị đe dọa. Với vụ việc mạo danh chuyên gia để nhập cảnh được phát hiện tại Đà Nẵng, sự phức tạp và tinh vi của loại tội phạm đưa người nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào trong nước đã được nâng lên một mức độ mới. Các chuyên gia pháp luật đã nhận định rằng đây hoàn toàn là những bản kế hoạch với đường đi nước bước vô cùng kỹ càng. Các đối tượng đã nghiên cứu rất kỹ chủ trương và chính sách của chính phủ trong sử dụng lao động, ổn định xã hội và thực hiện hành vi phạm tội vào thời điểm rất thích hợp. Đây là đối tượng Nguyễn Trần Anh Tuấn, 34 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận, tạm trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, bị cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố khởi tố bắt tạm giam về hành vi tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép. Với vai trò là giám đốc của 3 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Đà Nẵng, Tuấn đã cấu kết với một số đối tượng Hàn Quốc để làm thủ tục nhập cảnh hợp pháp cho nhóm 12 người quốc tịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng dưới vỏ bọc là những chuyên gia, người lao động tay nghề cao. Đến tận bây giờ, Tuấn mới nhận thức rõ được sự sai trái trong hành vi của mình. Em đã tin tưởng cái hội đó. Những người như vậy mà họ đã mở lời với mình rồi thì mình cũng làm. Em biết hội người Hàn đó là có những ai, ông chủ tịch là ai. Em không lường trước được nó ra có sự này. Rất nhanh sau khi Nguyễn Trần Anh Tuấn bị bắt giữ, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng lại tiếp tục khởi tố và bắt giữ hai đối tượng cũng nằm trong đường dây này, gồm Lê Xuân Thành, 37 tuổi, trú quận Sơn Trà, dùng danh nghĩa của hai công ty do Thành làm giám đốc để bảo lãnh cho 7 người quốc tịch Hàn Quốc, và Tô My Hồng Anh là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn KV Tour Media trực tiếp làm hồ sơ pháp lý giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với Lê Xuân Thành và Nguyễn Trần Anh Tuấn, tiếp tay hoàn tất thủ tục đưa các đối tượng người Hàn Quốc với mác chuyên gia nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Tụi em cứ nghĩ là trái phép có nghĩa là vượt biên, thì không giấy tờ thì là không visa thì là vượt biên. Đó là cái mà sai của tụi em, bởi vì tụi em không tìm hiểu từ đầu. Sau mỗi hồ sơ chót lọt, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Lê Xuân Thành và Tô My Hồng Anh nhận được 200 đô la Mỹ. Cả Tuấn, Thành và Hồng Anh đều không nghĩ rằng việc công ty của mình đứng ra bảo lãnh các chuyên gia người nước ngoài giả mạo này được nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam đã gây nên những hệ lụy không nhỏ đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự của địa phương, cũng như nguy cơ làm lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, đây là địa chỉ số 150 Dương Đình Nghệ, trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên KV Tour and Media, đăng ký kinh doanh với mục đích quảng cáo dịch vụ và du lịch và truyền thông. Nhưng thực chất, nơi đây đã là nơi in ấn và thực hiện mọi thủ tục phục vụ cho việc bảo lãnh các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào nước ta với danh nghĩa chuyên gia. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã xác minh và củng cố hồ sơ ra quyết định khởi tố các đối tượng có liên quan trong đường dây này.
bằng nhiều thủ đoạn vỏ bọc khác nhau. Trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2020 đến nay, các đối tượng đã thực hiện làm thủ tục nhập cảnh thành công cho hàng chục đối tượng nhập cảnh vào Đà Nẵng, Việt Nam với danh nghĩa chuyên gia. Và thực chất, đây chỉ là một phương thức lách luật để các đối tượng người nước ngoài vào được Việt Nam, vào được Đà Nẵng một cách hợp pháp, thực hiện nhiều mục đích khác nhau, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Thưa quý vị, sẽ còn nhiều vị chuyên gia giả mạo khác bị bắt giữ. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của cơ quan cảnh sát điều tra trong thời gian tới. Còn trong chương trình này thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem con đường đưa những chuyên gia giả mạo từ nước ngoài đến Việt Nam đã được nhóm tội phạm thiết kế như thế nào. Theo tìm hiểu của phóng viên chúng tôi thì đối tượng Tuấn vừa bị công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ đã lập ra 3 doanh nghiệp để bảo lãnh cho những người có nhu cầu nhập cảnh. Sau đó đã móc nối với một người Hàn Quốc khác có công ty tại Việt Nam. Đối tượng người Hàn Quốc này đã đăng các thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội của Hàn Quốc về đưa người vào Việt Nam với chi phí trọn gói là 2.500 đô la Mỹ, trong đó bao gồm cả vé máy bay và chi phí cách ly. Cứ như thế thì nhiều công dân Hàn Quốc đã bỏ tiền đăng ký nhập cảnh, bay vào Việt Nam dưới danh nghĩa là các chuyên gia và làm việc tại các công ty do Tuấn lập ra. Nhưng trên thực tế thì những đối tượng giả danh chuyên gia này đã và đang làm gì trên lãnh thổ Việt Nam thì không một ai có thể biết được. Bởi lẽ đây là những người không có trình độ chuyên môn, đang thất nghiệp, chạy taxi, buôn bán nhỏ hoặc thậm chí là có thể còn là tội phạm tại Hàn Quốc nữa. Và với mỗi trường hợp nhập cảnh thành công, đối tượng Tuấn được nhận về cho mình 200 đô la Mỹ. Thưa quý vị, vừa căng mình ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép từ các khu vực biên giới, lại phải luôn cảnh giác với những đối tượng nhập cảnh công khai chính ngạch nhưng giả danh. Quá nhiều con đường để dịch bệnh có thể xâm nhập vào Việt Nam nếu những tấm lá chắn biên giới cũng như nội địa bị vượt qua. Ai cũng hiểu rằng, một con đê dù có kiên cố và vững chãi cho đến mấy thì cũng có thể bị sụp đổ chỉ vì một tổ mối mà thôi. Tăng cường rà soát thật kỹ các khu dân cư, đó là việc mà ngành công an và các đơn vị liên quan đã liên tục thực hiện trong khoảng năm 2020, ngay sau khi liên tiếp phát hiện hàng trăm người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng cũng như các địa phương khác. Tuy nhiên thì khi bước qua năm 2021, mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều khi mà các đối tượng tội phạm đã tìm ra một mánh khóe khác. Với tình huống mới lần này thì lãnh đạo công an thành phố Đà Nẵng đã có những chia sẻ với chuyên mục Phát hiện và điều tra. Vừa qua thì công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam một cái đối tượng đã lợi dụng cái con đường đưa chuyên gia vào Việt Nam theo cái chủ trương của chính phủ để mà tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Vậy thì cái hành vi này nguy hiểm như thế nào trong cái bối cảnh mà cả Việt Nam đang gồng mình phòng chống dịch Covid-19? Trong thời gian vừa rồi thì đã phát hiện đối tượng là Nguyễn Trần Anh Tuấn đứng ra chủ doanh nghiệp của 3 cái doanh nghiệp ở đây này, cùng với một số đối tượng khác, trong đó có cả người nước ngoài, để móc nối nhập cảnh cho một số lượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thông qua người chuyên gia. Và ngày 7 thì chúng tôi đã khởi tố vụ án, thì đã phối hợp ngành tư pháp và chúng tôi đã khởi tố bị can và các tạm giam để tiếp tục điều tra theo luật định. Và đây là một cái vụ mà được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, của Thành ủy và Ủy ban Đà Nẵng. Và Công an thành phố Đà Nẵng sẽ điều tra hết sức triệt để xử lý nghiêm các đối tượng này trước pháp luật. Mới đây thì Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, kiểm điểm cái việc cho phép chuyên gia, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao của nước ngoài nhập cảnh vào nước ta trong thời gian qua khi không có ý kiến của 5 cơ quan gồm cơ quan ngoại giao, y tế, quốc phòng, công an, giao thông vận tải. Vậy thì theo thiếu tướng, việc bỏ qua cái cơ chế phối hợp này sẽ gây khó khăn và hậu quả như thế nào? Ngay cả với ngành công an thì sẽ gặp cái trở ngại gì trong quá trình quản lý người nước ngoài trên địa bàn? Cái này việc mà không tuân thủ các quy định này thì nó tạo ra một cái nguy hiểm, đó là gì? Tạo cho các cơ quan quản lý là không quản lý được người nước ngoài, và kể cả là xâm phạm một cái trật tự về quản lý người nước ngoài ở Việt Nam nói chung, đi vào thành phố nói riêng. Cho nên là thực hiện theo cái chỉ đạo của chính phủ và Minh Chính thì Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có văn bản chỉ đạo cho công an địa phương, trong đó có Đà Nẵng. Rồi Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban cũng đã có chỉ đạo cụ thể với công an. Thì chúng tôi cũng tiến hành rà soát để mà đảm bảo cho việc tuân thủ đúng và thực hiện đúng theo cái quy định của chính phủ. Và một cái hành vi vi phạm không thực hiện đúng quy định chính phủ này thì sẽ cũng sẽ bị xử lý nghiêm. Và nhận biến hình là trong vụ chúng tôi đã khởi tố. Và cái việc mà không tuân thủ này thì chúng ta biết là cũng nó đã phá vỡ một cái trật tự trong quản lý người nước ngoài địa phương. Cơ quan công an thì không nắm được, rất là không gây khó cho cơ quan công an, mà đặc biệt là cơ quan y tế.
y tế trong việc mà phòng kiểm dịch và trong phòng chống dịch. Thiếu tướng có thể cho biết là hiện công tác quản lý người nước ngoài có vấn đề pháp lý nào bất cập và công an thành phố Đà Nẵng đã có những biện pháp nào để tăng cường quản lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài, nhất là lực lượng chuyên gia và làm việc tại nước ta? Thì trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chúng ta thì công an thành phố cũng đã tham mưu cho ủy ban có ban hành được quy chế trong công tác quản lý người nước ngoài và cũng đã đôn đốc các cái sở ban ngành cũng như là các địa phương công dân là thực hiện nghiêm và chúng ta cũng đã giữ được cái trật tự kỷ cương này trong nhiều năm. Và thành phố Đà Nẵng cũng rất là tạo thuận lợi cho các cái người nước ngoài mà đến hoạt động đúng mục đích và có những việc làm của Đà Nẵng mà như trong lịch sử như cái anh chị đã biết thì cũng là một cái nơi mà xây dựng cái thương hiệu đáng sống và khiến người nước ngoài đến đây sống rất an ninh an lành. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một số người nước ngoài lợi dụng cái bối cảnh an ninh an toàn ở đây thì có những hoạt động là vi phạm pháp luật, nhập cảnh trái phép, cư trú trái phép và có hoạt động vi phạm pháp luật. Thì trong những năm qua, đặc biệt là từ năm 2020 đến nay, chúng tôi đã phát hiện được 17 vụ nhập cảnh trái phép và cư trú trái phép ở đây, tổ chức cho người nước ngoài cư trú trái phép tại Đà Nẵng. Và đã khởi tố 17 vụ và mới xét xử một số vụ rồi. Và công tác này đó là một công tác thường xuyên để chúng ta đảm bảo được trật tự trong công tác quản lý người nước ngoài. Còn những cái người nước ngoài nào mà có những cái hoạt động vi phạm pháp luật, lợi dụng việc đấy thì sẽ bị xử lý nghiêm. Thưa quý vị, những đường dây đưa người nhập cảnh trái phép, theo quan điểm của chúng tôi thì ngoài việc truy cứu trách nhiệm hình sự, có lẽ chúng ta nên áp dụng các tình tiết tăng nặng trong bối cảnh phòng ngừa dịch bệnh như hiện nay. Bởi lẽ còn bao nhiêu đường dây lợi dụng con đường nhập cảnh của chuyên gia và chính sách giải cứu nhân đạo của chính phủ để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép rồi trục lợi mà chúng ta chưa biết. Tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, Thủ tướng đã giao cho Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ như Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức rà soát kiểm điểm việc trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyên gia, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao nước ngoài nhập cảnh trong thời gian qua khi không có ý kiến của tổ công tác của năm cơ quan nói trên. Câu hỏi mà Thủ tướng Chính phủ đặt ra với các cơ quan chức năng là lỗ hổng để lọt những đối tượng giả danh đó nằm ở đâu? Qua các vụ án đã khởi tố và qua thông tin cơ quan điều tra có lẽ đang dần có lời giải. Còn theo chương trình phiên điều tra của chúng tôi cho rằng người dân vẫn còn một câu hỏi khác, đó là cá nhân, cơ quan, tổ chức nào phải chịu trách nhiệm cho những lỗ hổng đó? Hy vọng chúng ta sẽ nhận được câu trả lời trong một ngày gần nhất. Chương trình phát hiện điều tra xin được tạm dừng tại đây. Kính chào quý vị.